Ở mà nó văng văng ghê thiệt. Em bao nhiêu tuổi với Tài? Em 21. 21 hả? Ừ. Em hút thuốc lá không Tài? Có. Trời, mà ảnh mở văn. Mở quá trời mà. Xuống lấy cho bạn bỏ thuốc á, thương nè, hướng dẫn cho bạn sử dụng. Không phát, không phát một cái đèn qua đây mà chị ơi. Cái đèn ở giữa.
Mình chịu đây, chịu đây. Ok. Mình sẽ phá rồi. À, đây này. Cái này quá trời. Nằm mụn đi. Nằm mụn đi. Cái cục này gì mới chờ. Cái mụn tám mình kia 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 dạ ủa đèn đèn kia đâu làm cái gì mà lâu vậy à? Cho mớ bông đi. Làm gì mà 2 tiếng mà ngồi chưa xong nữa. Không thấy đường.
Vâng chị. Mời khách nhé. Cô Thanh về chưa? Lấy quận 8 chứ đi. Bên đây nè, bên chị bên đây nè. Chỉ đèn qua đây. Trời đỡ gì. Em mới qua đây lần nào cho em? Lần đầu hả chị? Em tên Tài hả? À. Chị Uyên á, tối hôm qua chị Uyên nhắn tin cho chị. À, chị Uyên là chị con gái của em hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, em đang báo động đỏ rồi em.
Lấy chị cái bao tay khác. Tèm rồi. Bao quên thẻ hay gì? Sao chị không mua cái cây là cái chân á, để điện thoại đỡ mất thương, đỡ mất công cầm. Thôi trời á, giống rồi. Này em không biết được. Này là chống rung đúng không? Nghề của em mà. Ừ. Em chụp hình nữa rồi. Em muốn mấy tài? Em mặc tấn bình. Đối diện nhà mấy cái spa luôn á. Không qua đây. Chị biết chỗ Galaxy Tân Bình không? Biết. Sát bên. Nhà em sát bên Galaxy Tân Bình hả? Cách khoảng chừng cỡ 50 mét. Điểm chân với đây em. Dạ. Chưa khó tới nha.
Thật chưa? Thật một tháng rồi. Không mà. Không hề ăn đến những cái miệng kia nó còn nữa. Như còn à? Bận quá trời, để lo thành viêm hết á tài. Lấy đi nào, từng viêm hay sao? Làm sao lại? Ở nhà có thuốc sao? Em dùng cái kim chỉ mụn của La Roche. Càng bỏ càng lên.
chi tiền da bông hết chưa? Thăm có mờ.
Mấy giờ rồi à, em? 3 giờ 4 giờ chấm 10. Vì mới chào ngày mai. Oh, sorry. No, no.